chào các bạn. Một trong những con đường sầm uất nhất tại thành phố Phan Thiết mà khách du lịch thường ghé đến. Hãy cùng mình khám phá xem con đường này có gì đặc biệt nhé. Đối với du khách lần đầu đến Phan Thiết hay kể cả là khách nước ngoài thì đường Tuyên Quang là nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn địa phương, ăn vặt đang thịnh hành mà không cần phải di chuyển nhiều. Và chắc chắn du khách sẽ bị níu chân bởi mùi thơm phảng phất của món bánh xèo. Đặc biệt bạn nên thử đó là bánh xèo thịt vịt. Quán Cây Phượng có thể coi là quán cổ vì đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Ngay cả bảng hiệu cũng sẽ cho bạn cảm giác về lại những năm thập niên hồi đó. Bánh ở đây luôn giòn và nóng hổi, vì có khách ăn thì quán mới đổ. Điều này giúp tăng thêm độ ngon của bánh. Bột của bánh xèo thì thơm mùi gạo, thịt vịt thì được ướp gia vị vừa phải, không bị mùi cũng không làm mất đi vị ngọt của thịt. Ở đây có nhân hải sản thập cẩm và vịt. Riêng vịt thì mình khuyên bạn nên đi sớm, vì khi mình đi mới tầm 8 giờ mà chỉ còn có 2 cái cuối cùng cho mình. Và điều đặc biệt của bánh xèo miền Trung là ăn trong tô, bánh phải đậm nước mắm như thế này thì ăn nó mới đã. Ăn kèm với rau thơm là đảm bảo một người phải ăn ít nhất là 4 cái mà vẫn chưa muốn ngừng. Nếu bạn đã đến Phan Thiết thì đừng bỏ qua con đường Must Try này nhé.